Bip, bip, bip. Bip. Bip, bip. Đi làm vườn không? Đi làm vườn không? Bip bip. Nhiều cỏ quá.
Bip. Ai đây? Ai đây? Đi đâu đấy? Em đi đâu ấy? Chị cho em vào nữa. Đây đi vào đây. Đi đâu mà tối như thế này, đi một mình sang đây đấy. Đi vào đây với chị. Ô, không sao đấy. Sao đấy? Thế là mất nữa. Bố em vừa. Đừng khóc nữa. Ôi làm sao đây? Ôi tay làm sao đây? Bố em đánh. Thế là mất nữa. Bố em đánh. Bố đánh, bố đuổi em rồi. Thế đi lên ghế đi, lên ghế đi, ngồi đi, chị đi lấy ấy nhá. Chị đi lấy khăn. Đây thì bỏ vào đây. Thế bỏ ấy ra, bỏ túi ra xong rồi ngồi vào đây để chị đi lấy khăn. Nóng quá. Đừng có mang tay chị em. Em sợ lắm. Bố em đánh em sợ lắm. Chị cho em ở nhà mấy hôm. Không phải sợ. Em không dám về đâu. Ở đây với chị mấy hôm để xong thì có chuyện gì thì giải quyết xong. Đau. Đau hả? Đau. Thế chỗ này đỡ đau chưa? Đỡ được. Thế đã ăn uống gì chưa? Em chưa. Đây, đi ra đây chị cũng. Đây chị vừa nói. Ăn đi. Em chi? Bíp, em đi lên giường đi. Em lên giường nè, bíp vào. Có chăn mua gối đấy. Em bỏ ra. Bíp.
Loan ơi. Em đỡ đau chưa? Em đỡ rồi chị ạ. Ngồi nghỉ đi, xong rồi chị đi nấu cơm hai chị em ăn. Để chị vào chị xem cơm cháy. Có phải làm gì không chị? Ừ, đây là chị nấu cơm với canh. Có tôm đi rồi, hay ăn cá không? Ừ, hay đi câu cá đi. Ao này nhiều cá to, kia cần kia em cầm ra. Em cầm ra em câu thử xem được con nào. Dài nhỉ?
Bíp, nào. Bíp. Chị ạ. Ôi con này to quá. Một con nữa.
Ôi trời ơi. Trôi đây mà cá to nhỉ. Thôi thế nhá, câu thế thôi nhá, ngỡ mắc ra mình đi về đi. Câu được con cá to này đấy. Mỗi khi còn cá bé cắn luôn. Con này vẫn sống hết, chắc thả và bẻ cho nó sống luôn đấy. Tí thả và bẻ luôn. Nấu con này thôi. Cái này hơi cay. Chị làm cái này cơm.
Mấy cái lá chanh luôn em ơi. Cơm chín rồi đấy. Thank you.
Nấm này ngon nhỉ. Ở ngoài vườn có thanh long chín đấy, em ra đấy em hái vào đây đi, xong tí hai chị mình ăn. Thank you.
sang đây. Có một quả to ở trên cây hồng em vặt được. Là quả này à? Vặt mấy em. Cơm chị? Ừ, em mang ra ngoài để đặt đây. Có ghế nhỏ nữa đấy, ngoài cửa. Cho cái này ra mâm trước để chị lấy cá. Liệu nó có rẫy cái ấy này luôn. Thơm thế. Nặng. Mềm. Nấu lâu rồi nó mềm. Chị nghĩ là nó cũng sẽ bị gãy rồi. Thế à? Không thấy. Cá to. Ngon nhỉ? Ừ. Được rồi đấy, để chị bắt nồi cơm ra. Cơm chín rồi. Thơm nhỉ bạn? Thơm.
chị. Bíp bíp bíp. Bíp. Ăn đi. Ăn đi em. Vâng. Ủa, cá tôm giòn ấy. Ăn tôm không? Em ăn đi. Ừ, em ăn đi. Dạ. Tí nữa ăn xong chị dẫn ra ngoài này xem vườn mấy ao nhà chị. Vườn rộng toàn cây. Nhiều cây ăn quả. Ừ. Ăn nhiều vào. Bíp bíp. Chạy đâu rồi? Cho một cái đầu cho anh. Bíp 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 bíp. Có sự không? Ăn nữa nào. Nào. Ăn trái cây chứ. Nó đắng chị. Nó quá. Quả ngọt đấy. Hơi bé kìa, nhưng mà ngọt. Có. Bíp ăn no rồi. Em ăn nữa đi. Thôi em không ăn nữa đâu, no lắm. Uống canh đi, ngon. Em uống nữa đâu. Mình dọn đi. Để chị bê. Để bác cho chị bê cho em bê cho chị nhờ cơm. Uống xong ra đây chị dẫn ra xem vườn cái ao của chị. Ở cái bó cây hoa gì kìa, để đẹp kìa. Cái cảnh nhá. Chậu ở trồng mỗi cái chung kia ra cái chung mát thế, hôm nay trời mát này. Ừ.
không đẹp thế nhỉ, đẹp nhỉ. Hoa đẹp thế này chị cũng đánh vào trồng đi. Đánh vào nhưng chị có mỗi một chậu thôi, phải kiếm thêm chậu về. Ở đây nhiều cây nếm. Đánh vào trồng nhìn đẹp mà. Để chị đi vào chị lấy đi. Cứng lắm này, phải lấy cuốc để làm lấy cuốc. Đây cầm cả cái chum ra đây cho chị. Đây nào. Được rồi đấy. Được rồi đấy chị ạ, cho vào đây. Bếp lại đuổi gà đấy. Bếp đuổi gà đấy em ơi. Đây là cái này. Được rồi đây em.